Kính chào quý vị và các bạn đang xem video của VQH TV. Sau lễ thông xe ngày hôm qua, ngay trong đêm, công nhân vẫn tiếp tục các công việc đảm bảo cho các phương tiện lưu thông qua cầu được dễ dàng và an toàn, như lắp giải phân cách cứng, tháo dỡ biển hiệu của cầu Vĩnh Tuy 1 để lắp lại biển hiệu mới cho phù hợp. Mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng cầu Vĩnh Tuy về đêm sau khi đã bật hết cả đèn trang trí lẫn đèn chiếu sáng. Một cây cầu khang trang hiện đại và rộng rãi hiện diện, tô đẹp thêm cho thủ đô Hà Nội. We'll be right back.
Thank you.